trân trọng giới thiệu tới các bác xem một chiếc xe mang tên là Mitsubishi Jolly, sản xuất năm 2004, sáng kiến là đầu năm 2005. Và đây là chiếc xe còn từ đó là cứng đẹp và đã được độ rất là nhiều đồ chơi nhé, độ rất là nhiều đồ chơi luôn. Đấy. Chiếc này bàn đủ lốp treo, đèn cột, máy 2.0 turbo, máy 2.0, máy phun xăng điện tử nhé. Và đây các bác xem này, trang bị rất là nhiều những cái đồ chơi ở trên xe. Đây, âm thanh nghe như là vũ trường luôn, nghe rất hay luôn nhá. Em mở bé một chút này. Đây, mở bé một chút. Camera 360 nhá, các bác nhá. Đây, camera 360 được đặt ở quanh xe. Và đây là hệ thống cam tiến. Đây, hệ thống cam tiến của xe nhá, cam hành trình đấy ạ. Đây, và đây là những cái vị trí khác của xe. Đây, hệ thống âm thanh của xe đi USB này. Đây, USB nhá. Và một số cái phím điều khiển của âm thanh. Xe được trang bị hai dàn điều hòa. Hai dàn điều hòa luôn. Và ghế ở bên trong ấy thì vẫn là ghế rất là đẹp, ghế lì zin rất là đẹp nhá. Đây các bác xem này. Đây, ghế lì zin rất là đẹp luôn. Và thì chủ trước cũng đã được bọc một cái lớp da bên ngoài rồi. Nếu bác nào mà không thích lớp da này, mình có thể là bỏ ra và để nguyên cái lì này, rất là đẹp nhá. Và tất cả những con bu lông ốc vít của xe còn rất là sáng này. Đây các bác thấy này. À, những cái khóa của xe rất là sáng luôn này. Xe động cơ máy 2.0, máy phun xăng điện tử nhá. À, máy 2.0 phun xăng điện tử rồi. Và chiếc xe có cái lức sơn rất là đẹp. Lức sơn là màu đen. À, bàn đủ lốp treo các bác nhá. Đây các bác xem này. Những cái khóa ốc của xe còn vàng ươm luôn này. Đấy, còn rất là sáng luôn này. Đấy. Một cái dàn thổi về phía sau. Đấy, cái dàn lạnh các bác nhá. Những cái phần tắp ni, tắp đồ xe rất là tươi. Rất là tươi, sáng đẹp luôn. Đây các bác xem. Một lát nữa thì em sẽ quay chi tiết các bác xem vào bên trong nội thất nhá. Hiện tại thì em đang quay sơ sơ. Đấy, những cái bậc bệ lên xuống này, các bác thấy này, những bậc bệ lên xuống thì chủ trước cũng là đường lắp thêm cái nẹp. Đấy. Và chiếc này các bác thấy có bậc bệ lên xuống rồi, một dàn lốp còn tương đối là dày. Đấy, dàn lốp tương đối là dày nhá. Đây. Là răng đúc 4 bánh. Là răng đúc 4 bánh nguyên bản nhá. Và đây là phần đầu của chiếc xe. Thì ngay phần đầu thôi thì các bác có thể là nhìn thấy là chiếc xe được trang bị một cặp đèn pha. Và chủ trước thì cũng đã được độ bi lồi nhá. Đây bi này, các bác thấy là nó lồi hắn dài ra như này luôn này. Đúng không ạ? Đấy. Nhìn ngay phần đầu cũng đã kết cặp đèn rồi đúng không ạ? Mắt nước. Đấy. Mắt nước mà chủ trước thì các bác thấy được độ một cái bộ đèn bi, đèn slow cao cấp luôn. Có nhá. Và đèn gầm cũng vậy nhá. Đấy, đèn gầm này. Đèn gầm là một cái loại đèn đèn LED. Đấy. Rất là sáng khi đi vào đêm. Và chiếc này thì đăng ký tên tư nhân chính chủ biển 36. Biển 36 các bác nhá. Đăng kiểm thì còn dài, còn đến tận cuối năm luôn. Đấy, sơn xi sạch đẹp. Đấy, thì các bác thấy này, bên em thì rất là nhiều xe nhá. Tiện đây em quay qua một vòng của bãi này. Đấy. Trên dưới 100 mẫu xe để tất cả các bác đến xem lựa chọn. Đấy, phù hợp với cái chiếc xe thế nào thì các bác nhà mình lấy chiếc xe đó nhá. Các bác đúng chân chiếc xe nào thì các bác hãy đến và mua ủng hộ em một con, hai con, đúng không ạ? Thì em tất cả những cái mẫu xe thì em cũng đều có những cái video riêng và quay lên, úp lên trên trên kênh YouTube và trên kênh Facebook để các bác xem cảm nhận. Thì vừa rồi em cũng đã quay sơ qua một chút về nội ngoại thất của chiếc xe này và bây giờ thì em sẽ tiến hành quay kỹ hơn để các bác xem nhé. Chiếc này thì các bác thấy này, có cái phần cán sau rồi đúng không ạ? Và đèn thì được bọc ốp inox hết rồi. Đấy, bọc ốp inox hết rồi nhá. Những cái tay cầm cũng vậy, những cái tay cầm thì cũng được bọc ốp inox hết rồi nhá. Bây giờ thì em sẽ quay gần chi tiết hơn về xe này thì các bác xem này. Đấy, quay hình thức bên ngoài trước nhá. Đấy, chiếc này có đuôi gió này. Đấy, có gương chiếu hậu. Đấy, gạt mưa sau. Em đang quay tương đối là gần và chi tiết để các bác biết đến và cảm nhận về chiếc xe Jolly này của bên em. Đấy, cái chụp này vẫn là chụp nguyên zin, nguyên bản của dòng xe Mitsubishi nhá. Và các bác thấy vẫn còn rất là đẹp, rất là long lanh.
chi tiết cái phần đuôi của chiếc xe đây. Đèn trước đèn sau rất là sáng và bóng nhá, rất là sáng bóng luôn. Đấy. Đèn như này gọi là đèn cột các nhá, nó dài như này gọi là người ta gọi là đèn cột. Sơn xi bóng bẩy sạch sẽ cả xe luôn, sơn xi gọn gàng sạch sẽ cả xe luôn các nhá. Đây và đây là phần form vỏ bên ngoài của xe. Đây, các bác xem đây nhá, na răng đúc rất là sáng đúng không? Rất là sạch sẽ. Thân vỏ là các bác yên tâm, là bên em cam kết cho các bác là không bị đâm đụng. Đấy, thân vỏ không bị đâm đụng và gầm của xe là không bị mục mọt nhá. Xe thân vỏ là không mục mọt và không bị đâm đụng. Rồi, mời các bác cùng đón xem, em đang quay tương đối là gần và chi tiết các bác xem. Bây giờ thì em sẽ quay từ trên xuống nhá, từ trên xuống dưới để các bác mình ngắm. Rất là bóng luôn, sơn xi rất bóng luôn. Và thân vỏ thì không bị bả ma tít cho nên là gõ là kêu loang quang luôn nhá. Đấy, thân vỏ gõ kêu loang quang luôn. Vâng, em thấy đây là huyện Thọ Xuân của Thanh Hóa này. Đây, camera rất là sắc nét nhá. Camera lùi rất là camera tiến rất là sắc nét luôn. Đây, các bác thấy không ạ? Xe quá đẹp luôn đúng không ạ? Chiếc xe chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đến từ thương hiệu của Nhật đúng không ạ? 7 chỗ đến từ thương hiệu của Nhật nó còn đẹp thế này. Và giá tiền thì các bác thấy đúng không ạ? Chỉ có hơn 100 triệu thôi nhá. Cụ thể giá thì tất nhiên là các bác thấy là em đều ghi vào tiêu đề để các bác em mình xem. Đấy. Rất là bóng đẹp luôn. Em quay gần cái cụm đèn pha của chiếc xe này các bác xem nhé. Pha xịn luôn các bác nhá, chứ không phải là pha đèn pha tàu đâu. Thân vỏ rất là sạch sẽ, gọn gàng. Về chiếc xe này thì các bác mua về đi luôn thôi. Đối với cái mẫu xe này các bác mua về là đi luôn, không phải sửa sang, không phải sửa chữa gì, không dọn dẹp gì đối với cái mẫu xe này nhá. Đây các bác thấy này. Kính điện lên xuống rất là nhẹ nhàng. Và những cái phần đây các bác thấy này, rèm che nắng, rèm che mưa còn rất là đẹp. Vị trí này thì được ốp mại lốc rồi nhá. Đây các bác thấy. Quay gần như thế này thì các bác sẽ được cảm nhận rõ ràng hơn, như kiểu đang xem xe trực tiếp luôn đúng không ạ? Đăng kiểm đến tháng 1 11 năm 2020. Tương đối là dài. Đấy, và đây là phần nóc nhá, rất là cao luôn này. Rồi hết cỡ luôn. Rồi cỡ là lên cao cho bác xem phần nóc. Bây giờ thì vẫn như thường lệ, quay các bác xem đến cái phần nội thất bên trong. Nội thất rất là sạch đẹp luôn. Để các bác xem này, bậc bệ này, bậc bệ lên xuống của xe đều được chủ trước bọc dán và được ốp ốp inox rồi này. Đấy. Cốp của cái dòng xe này thì mở ra nó hơi khác biệt đối với một số những cái dòng xe khác. Đấy, lốp treo được mở ngang ra như này. Đấy, và cốp thì được mở dựng lên nhá. Được mở dựng lên. Ôi em bị vướng chỗ này rồi. Chỗ này bị vướng một chút. Anh ơi lổ em. Thôi được rồi em. Em nổ máy của chiếc xe này lên và tiến lên một chút nhá. Tiến lên một chút vì nó đang vướng một xe mẹt nên không mở được cốp ra. Vậy máy lổ thì cực kỳ là chất luôn. Đây, một phát lổ ngay nhá. Đây có thấy này, cam đang đồng hồ đây. Đấy, tiết lên một chút thôi. Đấy, rồi ok. Máy lổ rất êm. Máy em cứ để lổ luôn nhá. Đấy, tắt điện được cho nó đỡ. Thì em lổ lên xong, tí lổ cho bác nghe tiếng máy sau nhá. Đây em mở cốp ra, bây giờ thì mở được rồi đúng không ạ? Vừa rồi thì mở cái này ra nó bị vướng một xe mẹt đằng sau. Đây các bác xem nhá. Đấy, cái phần lốp treo của xe, của dòng xe Jolly được mở ngang ra như thế này.
dòng đỗ và dòng Jolly nó là như vậy nhá. Đấy, còn cốp được mở dựng lên như này, cốp đằng sau rất là rộng, rất rộng luôn. Các bác ngoài ngồi được tầm khoảng gần chục người ra thì vẫn còn cái chỗ để đồ nhá. Đây chỗ này vẫn để đồ thoải mái luôn. Và ghế này các bác có thể là gập lại. Đấy, ghế có thể gập lại nhá. Đây. Trần của xe thì hoàn toàn vẫn là trần nỉ nguyên bản theo xe và không hề bị không bị lỗi, trần cũng không bị lỗi luôn nhá. Trần căng đét luôn này. Không bị gập gồ gì. Một bộ ghế da còn đẹp. Đây, đây là phần ghế đằng sau, hàng ghế giữa. Và chiếc xe này được thiết kế một cái hàng ghế sau cực kỳ là rộng rãi luôn. Các bác có thể là ngồi 4 người luôn này. Đây, vách cửa thì của xe này vẫn là, các bác thấy là vẫn là vách ní này. Đúng không? Đây, vẫn là vách ní luôn này. Đây, vẫn là vách ní luôn nhá. Đây, vẫn là vách ní rất đẹp luôn nhá. Đây, bây giờ thì em sẽ di chuyển và quay tới tất cả các bác nhà mình xem những cái phần chi tiết của những cái phần nội thất như là cánh, như phần nội thất bên trong. Đây là một cái cánh em bắt đầu em quay giới thiệu các bác cái cánh đằng trên của bên lái trước. Đấy, quay đầy đủ 4 cánh luôn. Tất cả mọi chi tiết của chiếc xe sẽ được gói gọn trong tầm khoảng gần chục phút nữa nhá. Đây, keo chỉ của xe này hoàn toàn vẫn còn nguyên. Keo chỉ không mất phần nào các bác nhá. Đấy, tắp đi tắp đô xe thì còn rất là sáng và đẹp, rất là tươi, phần nhựa của xe rất là tươi luôn. 4 kính điện của xe lên xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Cái tay cửa này các bác thấy này, đấy, còn rất là sáng. Một chiếc xe khá là đẹp so với lại đời và so với tập tiền thì đây là một chiếc xe khá là ok đúng không ạ? Những cái gioăng cửa có đẹp nhá, gioăng cửa không bị rách, không bị dạn, không bị rách gì. Đây, và những cái phần nhựa xe này các bác thấy này, có mấy khi có cái chiếc xe Jolly nào mà những cái nhựa nó còn tươi như thế này đúng không ạ? Không bị ố và không bị bạc màu. Và chủ trước thì độ rất là nhiều đồ rồi đúng không ạ? Độ rất là nhiều đồ vào xe. Đây, vách cửa đây nhá. Một bộ ghế da còn tương đối là đẹp. Và vô lăng thì dòng này được thiết kế bằng 4 chấu. Hệ thống gương kính của xe hoàn toàn là chỉnh điện. Và đây là phần đèn gầm này. Đấy, kể cả như là phần trong đây người ta cũng được lắp một cái loại đèn màu xanh đúng không ạ? Phủ táp lô luôn. Ở còn đây có cả loa check này. Đấy. Em không nhìn ra cái này đâu. Vừa nó che mất cái này không nhìn ra đâu. Vừa mở này ta thấy đôi loa check luôn đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Còn đây là một cái gì nữa này? Một cái gì mà em không biết luôn này. À đây là nhiệt độ nhá. Đây là nhiệt độ. Đây các bác này. Nhiệt độ người ta đặt ở vị trí này. Trần nỉ nhá. Trần nỉ trước sau còn đẹp, rất là đẹp luôn. Đây, cốp đồ này, phanh tay, cần số. Đây, mặt đồng hồ. Em sẽ quay chi tiết đầy đủ từ từng bộ phận một để gửi tới các bác xem nhá. Đây, camera 360. Đây, khi mở cửa ra thì nó sẽ báo như thế này. Đấy, camera này nhá, sẽ báo như thế. Tiếp quay cái phần camera 360 cho các bác xem. Lại quên chưa quay đúng không ạ? Màn hình rất là sắc nét. Đấy, màn hình rất là sắc nét luôn đúng không ạ? Chạy được tất cả những đĩa mà hiện tại đang có trên thị trường nhá. Chỗ này em cũng đã quay rồi đúng không ạ? Táp lô, táp đi xe thì các bác thấy đây rồi đúng không ạ? Rất chất luôn. Đấy, những cái gioăng cửa này, gioăng khung này. Đấy, rồi những cái phần gioăng kính này đúng không ạ? Một cái vị trí tiếp theo là cái cánh đằng sau. Các bác xem video của em thì hãy ủng hộ em bằng cách là ấn like nhá. Để lại một lần like để làm sao ủng hộ kênh bên em. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ. Và các bác xem video này của em mà chưa ấn cái kênh thì các bác hãy nhanh tay và tiếp tục ấn ngay vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới màn hình điện thoại của các bác nhé. Để mỗi khi em đăng lên video nào lên thì các bác sẽ được tiếp cận. Và đặc biệt là các bác hãy nhấn thêm một lần nữa là lần nhấn đăng ký xong thì các bác hãy nhấn ngay vào hình quả chuông bên cạnh. Để mỗi khi video nào em đăng lên thì tất cả mọi thông báo
Tất cả mọi video này em đăng lên đều được hiển thị trên màn hình điện thoại của bác. Đây, một cái cánh tiếp theo đây nhá. Các bác có thể là so sánh chiếc Mitsubishi Jolly này của em với lại một số những chiếc xe khác hiện tại đang có ở trên thị trường để được biết và để được có sự đánh giá khách quan nhất. Tất nhiên là trên thị trường thì sẽ có rất là nhiều nơi bán những chiếc xe Mitsubishi Jolly này, đúng không ạ? Giá có thể là rẻ hơn những chiếc xe mà hiện tại bên em đang có, đặc biệt là chiếc xe này, đúng không ạ? Giá rẻ hơn chiếc xe này của bên em luôn. Đấy. Nhưng mà dám đảm bảo với các bác là những chiếc xe rẻ hơn những chiếc xe của em thì những chiếc đó là tất nhiên là sẽ chắc chắn điều rằng là sẽ không đẹp bằng và sẽ không nhiều đồ chơi bằng. Thực ra là Jolly trên thị trường thì rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà tìm được chiếc xe nó đẹp và nó còn chất chắc chắn như chiếc xe này thì em nghĩ là rất là khó đấy ạ. Rất là khó để mà các bác tìm và mua được. Và những cái mẫu xe hơn 100 triệu mà nó còn đẹp như thế này thì em nghĩ đây là một cái sự lựa chọn mà cũng khá là sáng suốt rồi, đúng không ạ? Tiếp tục hai cánh bên phụ của xe. Đây camera đây nhá. Camera đây. Mà lại em chưa quay này. Đây chính là cái mắt camera của xe nhá. Đấy, vâng, ok. Bây giờ em tiếp tục quay đến những cái vị trí khác để các bác xem chiếc xe này được một cách tỉ mỉ và được chi tiết nhất. Những cái gioăng cửa xe thì không bị sờn rách bất cứ một chỗ nào bị sờn rách đâu nhá. Tất cả những cái mép cửa này rồi những cái gioăng khung, đúng không ạ? Những cái gioăng khung của xe nào vẫn còn nguyên, không bị sờn rách gì. Đây các bác thấy này. Những cái nhựa xe nhá, nhựa xe rất đẹp luôn này. Đấy. Những cái khóa cái cửa này, những cái vị trí khóa cửa còn rất đẹp. Tuy thời gian 5 tháng nhưng mà vẫn còn rất là sáng đẹp luôn. Đấy, lòng trong này hoàn toàn vẫn là còn sơn zin cơ. Đấy các bác thấy chiếc xe Jolly mà lòng trong vẫn còn zin, vẫn còn sơn, vẫn còn zin, đúng không ạ? Đấy, đây là phần vách cửa nhá. Ở giữa của chiếc xe Mitsubishi Jolly này thì ở giữa này được thiết kế là bằng da, ở trong vẫn là nỉ nhá, người ta bọc da bên ngoài. Đấy, nếu bác nào không thích được về có thể là mình thay cái loại da khác vào được. Đây, đồ nhựa ở xe đây. Đây các bác thấy đây. Có mấy chiếc xe Jolly mà đồ nhựa nó còn sáng đẹp như cái mẫu xe này không ạ? Đấy, rất là ít, đúng không ạ? Đấy, sàn sạch sẽ gọn gàng, bọc da rồi và có tấm lót ở trên rồi. Anh Toàn ơi, mở em cái lắp cabo làm ấy. Tiếp quay lắp cabo. Quay đèn luôn. Vâng. Đấy, bật đèn lên luôn, tiếp bật đèn lên cho khách hàng nhìn xem luôn. Đấy nhá, một cái cánh tiếp theo, một cánh cuối cùng. Bốn cánh của xe thì còn rất là đều. Tuy rằng đời thấp, tuy rằng ít tiền nhưng mà xe thì các bác thấy còn khá là chất lượng, đúng không ạ? Đấy, em di chuyển từ phần 1 và quay các bác xem và cảm nhận. Đấy. Đấy, gioăng cửa còn đẹp nhá, không sờn rách cái nào đâu. Đấy, các bác nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Đấy. Một chiếc xe còn khá là cứng và chủ xe thì chỉ cần nhìn qua này thôi thì các bác có thể thấy được chiếc xe chủ xe đi rất là giữ, đúng không ạ? Đi rất là giữ gìn và chịu đầu tư vào xe. Còn bây giờ thì mời các bác xem đến cái phần gầm và phần khoang máy của xe nhé. Đây các bác xem này. Đấy, cổ lốp của xe nó còn đẹp như này cơ mà. Đây, gầm sàn đây. Đấy, sắt xi của xe này. Đây, khung sườn sắt xi của xe rất đẹp nhá. Gầm thì tất nhiên là quay nó hơi khó một chút. Bây giờ em sang bên đây em quay tiếp nhá và quay bên khu vực máy. Đấy, cái khoang cổ lốp của xe nó còn đẹp như này, đúng không? Những cái vị trí này là thường thường hay bị dí này.
đây bật gầm đây nhá. Đây, mời các bác xem nốt cái khu vực gầm của xe. Chiếc xe được thiết kế máy dọc cầu sau. Bây giờ thì em nổ máy nhá, nổ máy cho các bác nghe luôn. Nghiêng chìa khóa vắt lỗ luôn. Tất cả kính điện lên xuống này, rất là nhẹ luôn này. Rất là khỏe luôn nhá. Cho các bác thấy không ạ? Đây em đang bấm đây, tay đang bấm nhá. Bên kia cũng vậy nhá, cực khỏe luôn. Đây, kính điện này. Đây kính bên đây nhá. Lên xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Lên cực nhanh. Này. Bốn kính điện lên xuống nhanh như chiếc xe đời 2010 mấy luôn. Và các bác nhìn này, đèn này. Một cặp đèn pha cực chất luôn. Đấy, cực chất luôn nhá. Cặp đèn pha cực chất luôn. Đèn bi ở giữa và led được bao bọc xung quanh nhá. Led xanh được bao bọc xung quanh luôn. Nháy đèn phát nào. Anh nháy đèn phát nào. Cho đời nhìn luôn. Nháy đèn nhá. Đấy. Rồi bây giờ thì đến cái phần khu vực khoang máy. Hiện tại thì các bác thấy là em đang quay đến khu vực khoang máy. Động cơ của xe đây. Động cơ máy 2.0 phun xăng điện tử rồi các bác nhá. Chứ không giống như là một số những chiếc xe mà máy chạy chế đâu. Đấy, máy khô ráo sạch sẽ gọn gàng. Và cái phần da máy của xe còn rất là tươi sáng đúng không ạ? Da máy của xe nó còn đẹp như này này. Đấy các bác này. Da máy của xe rất đẹp luôn. Máy nổ rất là êm máy, khô ráo sạch sẽ nhá. Đấy, và máy của chiếc xe này nè. Đấy. Máy thì các bác em mình không phải bàn nhá. Khỏi bàn, không bàn về máy luôn. Riêng máy của chiếc xe này. Đấy, nổ rất là êm máy. Nổ, đấy, nổ rất là êm máy luôn. Và chạy thì bốc khỏe. Không rung lắc, không có tí kêu gì. Đấy. Rồi ok, thì video em cũng đã làm xong về chiếc xe này rồi. Các bác đang xem video này của em mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh ngay nhá. Thì phía màu đỏ phía bên dưới đấy ạ. Phía bên dưới màn hình điện thoại của bác. Và ấn thêm một cái hình quả chuông nữa để được cập nhật những mẫu video khác. Và về chiếc xe này thì bên em cũng sẽ hỗ trợ vận chuyển này. Và hỗ trợ cả hồ sơ để các bác mua về sang tên một cách nhanh gọn nhé. Và các bác hãy đến xem xe tại vị trí địa chỉ cửa hàng đường Nguyễn Thời Trung, đối diện với lại số nhà 166 Hồng Châu, ở cạnh bể bơi ở Hải này, rồi ở gần cầu cất gần bến xe Hải Tân nhé. Số điện thoại để các bác nhà mình liên hệ là số 093 8586 307. Đó là số, cũng là số Zalo, cũng là số Facebook của bên em luôn. Đấy, vâng ok, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào những cái video và những cái chương trình phát sóng lần sau nhé.